Khi nhắc tới các loại rượu và ngọt, chắc chắn không thể bỏ qua nước Ý với rất nhiều phương thức cũng như giống nho phù hợp. Rượu vàng Monteverdi là rượu vang ngọt tráng miệng được sản xuất theo phương thức đặc biệt và hoàn toàn từ thiên nhiên. Rượu vàng Monteverdi được chế biến từ hỗn hợp phối trộn 3 giống nho ở một vùng phía bắc nước Ý. Nó còn được gọi bằng một cái tên rất trang trọng nhưng cũng vô cùng thân mật, đó là vang hoàng đế. Rượu vang ngọt Monteverdi được in nhãn khá thanh lịch và nhẹ nhàng cùng với thiết kế vỏ chai màu tối cuốn hút. Đặc biệt hơn, chai rượu vang Ý Monteverdi còn là một thức uống dành cho phụ nữ bởi nồng độ thấp chỉ khoảng 10%. Hương vị ngọt ngào, sang chảnh và quyến rũ kết hợp cùng chất rượu màu đỏ của pha lê làm nên một trải nghiệm tuyệt vời. Thưởng thức rượu vang Monteverdi giống như được thăng hoa với những sắc hương tinh khôi của hoa hồng. Mỗi loại vang khác nhau đều đặc trưng với những cách thưởng thức khác nhau. Tuy nhiên, đối với rượu vang Monteverdi, ta cần nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Một chiếc bình thở được khuyến nghị khi thưởng thức những loại rượu vang có nhiều lớp hương thơm, giúp chúng bung tỏa được hết những tinh túy bên trong. Hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc để lựa chọn rượu vang và phụ kiện phù hợp nhất.